Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi trưa ngày 22 tây tháng 11 anh em. Rồi buổi trưa hôm nay thì em lên cho anh em khoảng 15 lô anh em, 15 lô máy cắt cỏ ha. Rồi, còn nhiều hàng đây nữa thì để xả hàng cho anh em luôn anh em. Rồi máy bên em là máy chưa dọn nổ ha, bao cho anh em đầy đủ đồ anh em. Nắp xăng, nắp bue, đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ hết ha. Rồi em vô cái lô đầu tiên anh em. Lô đầu tiên là lô số 1, hai con này là hai con Echo anh em, Echo đời mới ha, tem mát thì nó để Gilby anh em. Rồi hai con này bán giá rẻ cho anh em 600.000 cây, hai cây 1.200.000 anh em. Một con 22cc, một con 24 ha. Rồi 24 này 22 không anh em, không phải 24 ha, hai con đều 22 hết ha. Rồi 600.000 cây anh em, hai cây là 1.200.000, tay lái cũng là tay lái tròn anh em. Rồi đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Lô số 1 anh em, 2 cây 1.200.000. Lô số 2 là hai con Makita. Makita anh em. Rồi Makita này là một con là 26 ha, một con là 23 anh em. Rồi một con nòng 32, con nòng 34. Rồi hai cây là 1.700.000 ha. Hai cây là 1.700.000 anh em, 850.000 cây. Makita anh em, cổ ngỗng. Tay lái là một tròn và một dài, đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Rồi lô số 2, 2 cây 1.700.000, 850.000 cây, Makita cổ ngỗng. Lô số 3 là con Magu anh em. Magu này là Magu 22cc ha. Lô số 3, Magu 22cc anh em, con này bán cho anh em giá 650.000 ha. Magu 22cc nồng 32 ly. Rồi số 3 650.000. Nó xài chế là chế quanh gồ 2 kim anh em. Magu 22. Rồi tay lái là tay lái tròn, đầu bò chén kịp dao thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 3 650.000. Tiếp theo là lô số 4. Số 4 là con Magu, là Magu 23231 anh em, Magu 23 sắc lớn ha. Mặt giật trợ lực luôn. Rồi con này bán giá rẻ cho anh em 800.000 anh em. Số 4 là 800.000, tay lái dài, đầu bò chén kịp dao đầy đủ anh em, hơi lửa ngon lành luôn ha. Số 4 800.000. Magu 23cc anh em, mặt trực trợ lực, lô số 4. Rồi lô số 5, con này là con Echo anh em. Echo là Echo 250 ha, 250 anh em. Con này thì là nó là 250 nè, 251, 253 thì là chung đời đó nghe anh em, chung đời ha. Con này thì cái tum nó hơi bị xấu xấu, em bán giá rẻ cho anh em luôn. Rồi con số 5 này bán 600.000 anh em, 600.000. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Lô số 5 anh em 600.000. Tay lái của nó là tay lái dài anh em. Rồi con số 5 600.000 ha. Đời này là chung với đời của thằng Echo 251, 253 nghe anh em. Rồi tiếp theo là số 6. Số 6 là con Komatsu. Komatsu 2000 anh em. Rồi con số 6 này là 900.000 ha. Tay lái là tay lái dài, BC 2000. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ. Komatsu 2000, 900.000 cây. Rồi lô số 7 anh em. Lô số 7 là lô này là lô Magu. Ủa con này là con Kawasaki anh em, TD324 ha. Con số 7. Con này 650.000 anh em. Bình xăng trên. Kawasaki TD24 bình xăng trên anh em. Rồi con số 7 là 650.000, tay lái của nó tay lái dài, đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn. Rồi lô số 7 anh em 650.000. Tiếp theo là lô số 8. Số 8 là con Magu 21cc anh em, tum gầy ha. Áo thì nó có gãy chỗ này, gãy chỗ này anh em. Rồi Magu 21cc. Tum của là tum gầy luôn ha. Con này còn bao đẹp anh em. Số 8 này 700.000 anh em, tay lái dài luôn ha. Đầu bò chén kịp dao thì đầy đủ luôn. Lô số 8 700.000, Magu 20cc. Rồi nó xài chế là chế ga ngang chế hệ anh em. Tiếp theo là con số 9. Con số 9 này là con Gilby anh em. Gilby ha, Mitsu TLE 24. Rồi con này số 9 nha anh em, 900.000 ha, tay lái bóp luôn nè, tay lái dài, đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn. Lô số 9 nha anh em, 900.000. Rồi tiếp theo là lô số 10. Lô số 10 là hai con Mitsu TBE 24 ha. Rồi hai con này tay lái đều là tay lái dài luôn anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ, thiếu cái đầu bò em lắp cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi hai con này 1.700.000 anh em, 850.000 cây, lô số 10. Lô số 10 anh em.
Lô số 11 là con Sindewa. Sindewa này là Sindewa short 270 anh em. Short 270 ha. Rồi tay lái là tay lái dài luôn, số 11 này là 1,5 triệu. Đầu bò chấn kịp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn anh em. Số 11 ha. 1,5 triệu. Sindewa short 270. Sindewa short 270 anh em. Đây là Mitsu TLE TBE 24 ha, 850.000 cây. Rồi lô số 12 là con này là con Mitsu TL2001 anh em. Nó xài chế là chế ga ngang luôn ha. Tay lái là tay lái tròn, số 12 800.000 anh em. Đầu bò chấn kịp dao đầy đủ luôn. Rồi số 12 anh em, con này 800.000. Lô số 13 là con cơm Mitsu G3K. Cơm Mitsu G3K anh em. Ê cơm Mitsu G3K. Con này thì là tâm lớn, bút cung lớn, ta bình sân trên anh em, nồng 36 ly. Tay lái là tay lái dài luôn, con G3K này bán cho anh em là 2 triệu anh em, thiếu cái bao tay thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha. BC 3400 nè. Đầu bò chấn kịp dao đầy đủ luôn. Lô số 13 anh em 2 triệu. Cơm Mitsu G3K 2 triệu bình sân trên. Rồi lô số 14. Lô số 14 là lô Magu anh em. Magu này là Magu 20cc ha. Magu 20cc anh em. Rồi lô này 750.000 cây anh em, 6 cây là 4,5 triệu. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chấn kịp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Magu anh em, Magu 20cc. Rồi lô số 14, 6 cây 4,5 triệu, 750.000 cây. Magu 20 anh em, lô số 14. Rồi Magu 20, lô số 14, 750.000 cây. Rồi cuối cùng là lô số 15. Lô số 15 là con Makita. Makita này là Makita 4 thì anh em, săn riêng nhớt riêng ha. Rồi lô số 15 này là 1,3 triệu anh em. 1,3 triệu. Tay lái là tay lái dài, có ga bóp luôn nè. Tem mát thì còn bao đẹp luôn anh em. Đây Makita. Đầu bò chấn kịp dao thì đầy đủ cho anh em luôn ha. Ốp eo còn chữ Makita luôn anh em. Quá đẹp. Con này cực kỳ đẹp luôn anh em. Rồi Makita 4 thì số 15 ha, 1,3 triệu anh em. Rồi anh em là chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha. Là 0946 626 585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.